Bạn và gia đình bạn cần uống nước mỗi ngày. Nhưng bạn có biết những gì đang thực sự hiện diện trong ly nước của bạn? Nguồn nước máy tại vòi có thể chứa những chất tạp nhiễm như là vi sinh vật, chất hóa học và những chất ô nhiễm khác. Việc đun sôi nước có thể không đủ để loại bỏ tất cả những tạp nhiễm. Bạn có muốn gia đình mình phải uống nước này? Nếu không, máy lọc nước Ecosphere sẽ là giải pháp dành cho bạn. Công nghệ từ máy lọc nước Ecosphere một cách tinh tế và rất khoa học sẽ lọc nguồn nước, làm cho nguồn nước của bạn hoàn toàn sạch và an toàn để uống. Hệ thống lọc độc đáo của chúng tôi với phương pháp lọc từng giai đoạn giúp tối ưu hóa hiệu quả của máy lọc nước. Và đây, quá trình lọc bắt đầu với lớp tin lọc gấp nếp polypropylene. Lớp màng lọc gấp nếp hình vòng cầm này giúp loại bỏ những cấu tử lớn có trong nước như bụi, cát và cặn lắng. Bước lọc thứ hai của quá trình lọc sẽ đẩy nước chảy qua khối carbon dày đặc. Bước lọc này đặc biệt hiệu quả trong việc loại bỏ các hợp chất hữu cơ, chất hóa học, chlorine, chì và các cấu tử còn sót lại. Bước lọc thứ ba, nước sẽ chảy qua một màng đặc biệt bằng vật liệu polyether sulfon. Màng lọc này có thiết kế các lỗ lọc siêu vi với đường kính từ 10 nanomet đến 100 nanomet, giúp bắt giữ phổ rộng những cấu tử có kích thước khác nhau, nhưng vẫn để dòng nước hiệu quả không bị cản trở. Bước lọc cuối cùng của quá trình lọc Ecosphere sử dụng đèn UV cathode lạnh. Chiếc đèn UV tân tiến của chúng tôi có khả năng loại bỏ đa dạng các loại virus, vi khuẩn và nang bào tử, đảm bảo rằng nguồn nước uống của gia đình bạn sạch và an toàn. Với một chạm để thấy hiệu quả của máy lọc nước Ecosphere, hãy uống nước sạch, an toàn vì sức khỏe.